Còn trước khi hát thì mình xin phép được chúc anh Võ Việt Hùng và MC Miền Lư hãy yêu nhau như chưa yêu lần nào, và đặc biệt hãy biến cuộc đời thành những tối tân hôn. Còn xin nhân dịp hôm nay thì mình xin kính chúc tất cả quý vị có mặt trong buổi khán phòng hôm nay sẽ có một mùa Giáng sinh hạnh phúc và tràn đầy hồng ân Thiên Chúa. Bây giờ xin mời những đôi chân vàng ra sàn nhảy với nhạc phẩm Viết Bước Sang Ngang của nhạc sĩ Hoàng Trọng với nhịp điệu Tango.